Nếu có một hãng điện thoại nào được xứng đáng gọi tên là hãng yêu fan nhất trong những năm gần đây, mình nghĩ Samsung chắc chắn là cái tên vô địch. Tại sao? Tại vì năm nào họ cũng làm thêm một mẫu fan edition hết. Và gần như các mẫu này luôn chiếm trọn tình cảm của các người dùng. Tại vì mẫu này nó thường có những con chip hoặc là những thứ mà gọi là người dùng cần. Và đây là mẫu S21 FE. Và cái mẫu này nó cũng cần những cái vật dụng để đi kèm với nó. Thì anh em nghĩ là con này sẽ cần đi kèm những cái gì? Mình sẽ bật mí cho anh em luôn. Ok, bắt đầu video thôi. Và chào mừng quay lại với kênh Thế Giới Phụ Kiện. Điểm qua một vài thông tin về con này đi. Đây là một trong những mẫu có đầu tiên mặt lưng nhựa, vẫn là nhựa nha. Con này là nhựa nhám và cái khả năng bám vân tay của cái này thì không nhiều lắm, trừ khi là các bạn là những người bị ra mồ hôi quá nhiều thì cái đấy thì không thể tránh khỏi rồi. Thứ hai là cái màn hình 6.4 inch với cái tần số quét là 120Hz. Thì nói chung là đây là một trong những con khá là đáng xài và nó xài chip Exynos nha mọi người. Mặc dù rất nhiều người thích Snapdragon nhưng thời gian gần đây Exynos là một trong những cái chip mình có thể gọi là ổn định và được nhiều người dùng nhất. Và đặc biệt Samsung có một hệ điều hành rất mình xin dùng từ là ổn định để miêu tả nó. Thì nó tất nhiên sẽ cần những cái phụ kiện đi kèm. Và đầu tiên nếu như mà ai có cái hộp của nó thì Samsung cũng yêu môi trường như Apple và họ đã quyết định cắt đi cái củ sạc của chúng ta. Đó, ở trong này ngoại trừ cái hướng dẫn sử dụng ra thì chúng ta sẽ có chả có cái gì cả. Ok. Mình nói có cho nó vui thôi chứ chỉ có cái dây thôi. Đó, chúng ta sẽ mất đi cái cục adapter. Vậy nên các bạn sẽ chắc chắn cần một cục adapter để sử dụng con S21 này. Thì đầu tiên cái mình nghĩ là gần như 100% chúng ta sẽ phải sử dụng đó là cái adapter của nó. Thì đây là cái mẫu sạc của nhà Samsung với khả năng sạc nhanh là 25W có tên là EPTA800. Đó, một mẫu sạc 25W cũng màu trắng để tông sệt tông và khẳng định sạc nhanh luôn. 25W vừa fit với cái này. Chúng ta đã có sẵn dây, vậy nên đầu tiên nhớ mua adapter sạc nhé, tại vì nó không có sạc đâu. Tất nhiên là mình biết có những cái mẫu sạc khác có giá thành dễ chịu hơn, nhưng đi theo combo thì sản phẩm nó mới tốt được. Và gần như hãng nào nó cũng sẽ có một cái công nghệ nhỏ của riêng nó để hỗ trợ cho những cái sản phẩm của nó. Vậy nên dùng cục sạc này cho nhà Samsung là chuẩn nhất rồi. Sạc chính hãng Samsung cho điện thoại Samsung, quá hoàn hảo. Tiếp theo, chắc chắn để bảo vệ mặt lưng mình sẽ cần thêm một cái ốp nữa. Thì đây là cái ốp của mình, nó có tên là Clear Snap và các bạn có thể tìm thấy thông tin dễ dàng ở web Thế Di Động luôn. Mình có đặt link sản phẩm ở dưới phần description thì anh em có thể vào đấy để tham khảo nhé. Cái sản phẩm này á, lý do mình chọn đầu tiên nó có màu khá là dễ thương và đặc biệt là đây, cái điểm ăn tiền đây mọi người, chúng ta có thể luồn tay vào và dùng chắc hơn, dễ sử dụng hơn. Tại vì với một đứa hay sử dụng điện thoại khuya như mình thì cái việc điện thoại rơi vào mặt là việc quá bình thường. Mình thường xuyên xảy ra cái tình trạng đấy và nó thật sự rất đau. Thì có cái này nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt màu xanh là màu trend của năm nay. Nếu như mình thích nó tông thành tông màu xanh, mình có thể thay luôn. Còn không, mình có thể chọn màu cam cho nó nổi bật, quá hợp lý. Và đặc biệt là con này vỏ đằng sau là nhựa cứng, vỏ hai bên này là nhựa hơi mềm một chút, thì rất đảm bảo khó bị hỏng. Thấy chưa? Tại vì cái phần nhựa của này nó luôn có một cái phần cấn lên nhẹ, vậy nên cái phần camera của chúng ta sẽ không bao giờ bị xước cả. Và gỡ ra vỡ rô rất dễ, các bạn lắp vào chắc chắn mà gỡ ra cũng rất thoải mái. Vậy nên đây là một trong những cái mẫu mình có thể gọi là ốp lưng khá là tối ưu cho con S21 này, và đặc biệt là giá thành rẻ anh em ạ. Giá thành dễ tiếp cận, khổ lắm. Thứ ba, có điện thoại thì phải có tai nghe. Tại vì giờ đi đâu hay xài làm gì thì chúng ta cũng cần một cái tai nghe cả. Thì Samsung phải đi với Galaxy Buds giống như kiểu là tình yêu thì phải đi kèm với hai trái tim, chứ không thể nào một túp lều chanh với hai quả tim vàng được, đúng không nào? Bây giờ hết rồi, người ta cần một cái khói Mercedes với cả một ngôi nhà to hơn. Oh God. Đấy, thì ở đây chúng ta có một cái Galaxy Buds 2 mà mình tin là một trong những sản phẩm có thể gọi là vừa mức giá và hợp với con S21 FE. Đầu tiên, nó cũng màu trắng. Đấy, mình phải khẳng định là cái combo này mình hướng đến màu trắng. Thứ hai, nó có 4 nấc tai nghe để chúng ta có thể dễ dàng thay đổi nếu như mà cái size tai của chúng ta cảm thấy không vừa. Chúng ta sẽ có thêm một cái jack sạc tai C để đề phòng trường hợp chúng ta cũng yêu môi trường. Chúng ta sẽ, họ lo là chúng ta sẽ sử dụng chung một cái thì nhiều khi không có sạc cả tai nghe lẫn điện thoại cùng một lúc được, cho nên họ cho thêm chúng ta một cái dây, nhưng mà lại không cho cục adapter, nhưng mọi người vẫn phải mua thêm một cục adapter nữa, vậy nên vẫn phải mua thêm nhá. Đó, các bạn cầm này thì con này được một cái là nó chống ồn rất tốt, và bọn mình có rất nhiều trải nghiệm với con này rồi. Thì nếu như mà ai có quan tâm có thể lên coi những bài đánh giá chi tiết của con này ở trên kênh, tại vì mình nhớ là hồi dịch hay là hồi nào đó bọn mình cũng đã có video rồi. Con này được cái chắc chắn khi sử dụng Samsung kết nối rất nhanh và xài rất sướng, chống ồn tốt. Tuy rằng cái phần âm thanh của nó sẽ dừng cái mức khá rồi. Với giải âm bass á, thì con Galaxy Buds 2 làm
ổn. Nhưng với giải Admit và Chef, nó sẽ dừng ở cái mức là chúng ta có thể dễ dàng đàm thoại và dễ chịu. Tại vì mặc dù đã mua được âm thanh của nhà AKG nhưng mà nó không thể vác tất cả mọi thứ lên một con Galaxy Buds 2 được, thì con này ở mức hoàn thiện cao và sử dụng tốt, và nó phù hợp với con S21 kiểu như bộ đôi đi với nhau, tình yêu đi với tình yêu. Sợ quá. Một cái lưu ý nhỏ là chúng ta nên sử dụng con này ở tầm 60% thôi, còn nếu như bật lên tầm 80-90% thì con Buds 2 nó sẽ hơi rè âm một chút, vậy nên bật tầm cỡ 60-70 thôi nhé, không nên bật quá 90%. Và với con điện thoại có dung lượng pin là 4400, mặc dù cái thời gian sử dụng của con này cũng lâu nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn cần một cái sạc dự phòng. Đó, mình sẽ chọn cái sản phẩm là con sạc dự phòng EBP3300 nha. Đây là một con sạc dự phòng có dung lượng pin là 10.000 mAh và đi kèm đó là khả năng sạc nhanh 25W thông qua cổng sạc Type-C. Vậy nên chúng ta chỉ cần mua thêm một cái dây sạc Type-C và dùng cái này, nó ngang với sạc truyền thống luôn, tức là ngang với chúng ta cắm điện luôn, rất nhanh, rất khỏe, sạc hơn tiếng là cái điện thoại đầy mất tiêu rồi, và chúng ta có thể sạc đâu đó tầm 2 lần. Thì sử dụng con này có thêm một cái cục sạc dự phòng nữa, nếu chúng ta có quên sạc thì vẫn có thể tự pin là xài được khoảng 2 ngày mà không phải quá lo về vấn đề pin. Chúng ta sẽ có một cổng kết nối là cổng USB Type-C và một cổng kết nối là cổng USB-A. Và tiếp theo là sản phẩm mình nghĩ đáng giá nhất trong ngày hôm nay, đó là chiếc Galaxy Watch 4 đi kèm với cái điện thoại của chúng ta. Lý do tại sao mình lại nói đó đáng giá, tại vì đầu tiên cái này đắt nhất từ nãy tới giờ, và cái thứ hai, đây là một trong những dòng watch mà mình nghĩ là ngon nhất trên thị trường hiện nay, một trong những dòng đồng hồ thông minh ngon nhất. Đầu tiên, nó có khả năng chống nước là 5 ATM, đảm bảo đi mưa, đi gió, đi chơi, đi bời, tên, không lo bị hỏng hóc. Và thứ hai, chất liệu của con này gồm nhôm và silicone, thì hai cái này là hai cái chất liệu rất tốt và đảm bảo cho chúng ta một cái việc là đặt ở những nơi giống kiểu là nếu chúng vô tình chúng ta gỡ ra hoặc là chúng ta để ở cùng điện thoại hay là để ở cùng chìa khóa, nó cũng không bị xước và hỏng hóc quá nhiều, khiến cho cái tuổi thọ bị giảm. Và đặc biệt là nó còn màu trắng, vậy nên nó đi kèm với con này nhìn rất đẹp và nhìn rất thời trang. Và cái mặt kính của con này là chất liệu Corning Gorilla Glass Victus, thì đây là một trong những cái chất liệu gần như là có thể là xịn nhất cho cái mặt kính hiện giờ rồi. Và chúng ta có đầy đủ các tính năng để sử dụng cho hầu hết các mục đích của chúng ta, như kiểu kể cả luyện tập này, ở đó SPO2 này, đo nhịp tim này và vân vân mây mây, thì có rất nhiều khả năng đã được tích hợp trên con này. Và chúng ta chỉ cần một con đồng hồ chúng ta sẽ thay thế được hầu hết các thiết bị, ví dụ là thiết bị đo đếm rồi lung tung, nói chung là nó tiện và nó dùng với con này thì nó sang. Đó, một combo Samsung quá hoàn hảo, quá tuyệt vời. Và đó là video về combo những món phụ kiện các bạn nên mua khi chúng ta sở hữu con S21 FE. Và các bạn thấy cái combo Samsung này có ổn áp không? Tại vì từ nãy giờ toàn màu trắng, rất đẹp, rất fancy, rất thời trang. Thì nếu anh em có quan tâm đến cái combo này, chúng ta có thể coi ở dưới phần link bên dưới nhé. Mình sẽ đặt link từng sản phẩm ở đó một, và bất kỳ giá thành, nói chung tất cả mọi thứ đều được cập nhật ở trên đó. Và nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào về những phụ kiện này, đặt câu hỏi bên dưới, mình sẽ trả lời ngay lập tức. Và nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện. Cảm ơn mọi người đã xem video. Peace.